Bây giờ anh nhắc cho thôi. Khoảng độ
biết hơn. Đây là làm không lợi nó, làm không lợi có chút chi mà nó lấy nguyên một bộ đồ luôn. Trời, bé này lợi hại quá. Ok, anh được rồi chú gì. Đi. Mở mắt. Bên này mày cao như mày. Mở mắt. Nó cao nhanh vậy. Trời ơi, mày nhanh quá. Ủa, mới thấy đây rồi nhìn nó cứ lớp vậy thôi. Hai đứa đụng đầu tôi. Cảm ơn.